Chào các anh em nhé và chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn rằng là chúng ta vẽ ngôi nhà như thế nào. Thì hôm nay mình đã làm một cái mô hình bằng bìa cắt tông như này để mình tưởng tượng cũng như là mình vẽ cho dễ. Ngôi nhà thứ nhất là dạng chính diện, hoặc khi chúng ta nhìn nghiêng, đây nhìn nghiêng như này, thì ngôi nhà sẽ tạo thành điểm tụ hút là từ bên này kéo sang đây bên trái thôi, và đây cạnh này kéo sang bên tay phải, thành hai điểm tụ. Thì chúng ta dựng nhé, đây trên cái đường thẳng này, các bạn dựng cho mình một đường thẳng là đường ngang tầm mắt, thì chia sẻ với hai điểm tụ, đây là số 1 và tụ đánh đây là số 2. Đó, với đây cái cạnh của ngôi nhà mà tôi nhìn góc độ này, chúng ta nhìn thẳng đây nhá, chúng ta nhìn này, nhìn góc độ này này, chúng ta giữ nguyên này. Đó. Đây. Điểm này hút về điểm tụ thứ hai bên này. Đó, và một cạnh này hút về số nhất. Rồi. Cái độ dày của cái ngôi nhà này chúng ta sẽ giả sử chúng ta lấy tận đây. Các bạn có thể kéo nó dài ra, rộng ra tùy vào cái cấu trúc của mỗi nhà. Sau đó các bạn muốn vẽ được cái điểm nóc này, các bạn đi cho mình này, hai đường chéo này. Đây. Hai đường chéo. Các bạn dựng thẳng cái trục lên. Đấy. Chúng ta bắt đầu nối xuống như này. Thì cái mái này nó sẽ chạy qua cái phần tường này chút này, thấy không? Đây, chạy qua chút này. Đó, giữ lại nhé. Bên này tương tự. Đây. Và tiếp theo, góc bên này chúng ta nhìn sang. Ở đây khoảng cách của mình đang cầm là nó hơi bị gần. Còn nếu không ấy, xa ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái ngôi nhà này, để xa này, thấy không? Hút hơn này. Đấy, càng để xa là càng cảm giác nó hút sang bên này nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ thấy này. Chúng ta phát cái đường này, nối với điểm 1 này. Đó, nó hút này. Nó hút xuống. Đây, cái mái mình lấy tận đây chẳng hạn. Chỗ này thế này tương tự này. Đó, nối đây. Ở đây nhá, nằm trên cái đường thẳng nhá. Cái mái nằm trên đường thẳng hút về điểm tụ nhá. Đó nhá. Đây. Và ánh sáng chúng ta thấy là gì? Ánh sáng, nguồn sáng của mình này. Nguồn sáng của mình ấy, là bóng điện đang chiếu từ bên trên này xuống này. Đấy, ví dụ này các bạn nhìn này, kéo này xuống này, kéo này xuống này, đấy, đây là cái mặt trời này, đấy, nó chiếu này, chiếu này, nó gập xuống này, để các bạn hiểu rõ hơn vấn đề chưa? Đó, để tạo cái thành cái độ bóng của nó đây, đấy, và độ bóng này mình sẽ sử dụng bằng cách gì? Mình gạt, dùng nét này. Đó, mình sẽ dùng nét mình gạt này. Thì các bạn nên luyện tập nhá, bài tập nét cho mình nhá. Những bạn nào, anh em nào mới học, chúng ta muốn chưa biết rõ, chúng ta học vẽ cơ bản đấy, chúng ta phải luyện tập nét tốt thì chúng ta vẽ bài nó dễ hơn. Đó, hôm trước mình chia sẻ bố cục, hôm nay mình sẽ chia sẻ về phần nét, phần dựng hình về cái tụ. Còn cái độ dày này nhá, cái độ dày của cái phần yên nhà nhá, phần hông nhà nhá, đây. Cái phần này là tùy vào ánh sáng. Các bạn thấy rằng gì ạ? Đây sáng không ạ? Và đây là miếng tối. Thì cả cái diện này nó bị khuất. Nó sẽ tối. Đó. Chúng ta sẽ sử dụng cái nét dọc này. Đây, sử dụng nét đây. Đây. Mình đi đây để tượng trưng cho mọi người thấy rằng là đây. Cái diện này nó khuất, nó sẽ tối. Và nếu như nhà ai nhá, nhà của bạn nào ấy, của anh em nào ấy mà có hai cái bóng ở đây này, là có hai nguồn điện, đầu tiên là bóng điện đầu tiên sẽ chiếu đây, điện thứ hai nó sẽ sáng hơn, nó sẽ ăn mép ở ngoài này, tùy vào độ cao hay độ góc cái nào chiếu ở trên ở dưới. Đó, còn phần cửa này tương tự thôi, phần cửa là chúng ta để góc độ đây này, nó sẽ hút vào đây, đúng không ạ? Thì mình sẽ dựng cái cửa đấy nha. Đây nó hút đây là gì nữa, các bạn đừng kéo điểm tụ thôi. Đây thì cái cạnh này cao hơn và cạnh này thấp hơn một tí. Khi các bạn nhìn góc nghiêng này, các bạn nhìn này, chúng ta nhìn góc nghiêng này, chúng ta sẽ thấy độ dày của cái thành cửa này. Đó, thì nó nằm đây. Đấy, một chút mép ở trên này nếu mà có. Sau đó chúng ta sẽ giải quyết phần bóng.
Tối trong này. Đây. Cần thiết hơn các bạn có thể đan nét chéo đây. Ok chị ạ. Và nếu cái cửa sổ cho thêm thì các bạn cũng có thể cho thêm một cạnh ở đây. Đây mình sẽ gạt. Coi như mấy cái thanh gỗ chạch trắng đấy hạn. Sàn ngói cơ bản có hai dạng, chúng ta có thể làm cái dạng mái nó ngửa như thế này. Cái dạng như âm dương nó sẽ như thế này, hoặc chúng ta sẽ dùng các mái như là cái mái pro. Để các bạn dễ hình dung thì mình có thể vẽ các bạn mái pro. Đây. Gặp chúng ta có những cái phần này. Đó. Những cái thanh như này nó úp, người ta sẽ úp ở trên phần nóc để giữ và để tránh phần dột. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng các nét thẳng. Đấy các bạn nhìn sử dụng các nét thẳng này. Các bạn có thể đi là đơn hoặc đi là đôi vào một chút này. Đấy, gạt hết nét này. Đây, ví dụ như vậy nha. Đây các bạn có thể phác họa xong cái ngôi nhà như này. Còn thì bây giờ cái phần cuối cùng là cái phần bóng đổ. Nếu như đây, các bạn chiếu này, ánh sáng này là đang bị thấp quá. Nếu như ánh sáng trên cao này thì dễ dàng hơn nữa. Vì sao? Vì cái khổ giấy của mình là ngắn, góc quay tận đây thôi. Các bạn sẽ muốn khổ giấy sẽ rộng ra ngoài này, kéo xuống này, đấy, đi qua này, đây nha, cạnh nha, đây này, đó, lên đây này. Đây này. Thì cái bóng các bạn nhìn này. Đó. Mình ở đây đi bóng kiểu dạng ký họa, chúng ta hiểu đơn giản, chúng ta bỏ qua về tính góc độ các thứ sẽ rất là nhiều. Các bạn tính theo đúng một cách nguyên tắc máy móc thì nó sẽ là phức tạp, thì chúng ta đi về những cái nó đơn giản dễ hiểu hơn. Chỉ cần ánh sáng chiếu qua những cái cạnh của nó mới hiểu hình dung từ trên này chiếu xuống này. Đó, đi về các cạnh của ngôi nhà từ trên xuống này, rồi kéo từ dưới này trên cái đường đây, từ phần chân này chúng ta thấy đấy, trên cái mặt đất đây chúng ta kéo ra đây, đi qua cạnh những cạnh lớn này chúng ta nối lên với nhau tạo thành cái bóng đổ. Cái nền đằng sau vẫn giữ nguyên đây. Đó. Như vậy là chúng ta đã vẽ được căn nhà nhé. Còn trong này đằng sau này các bạn có thể thích cho nó sinh động hơn, các bạn thêm cho mình một cái cửa sổ tối tối ở đây chẳng hạn. Cũng được. Và anh em nào, bạn bè nào, chúng ta mới tập luyện, chúng ta nên tập luyện nét. Tức là gì? Khi mà kiểu có một căn nhà đây, mình vẽ lại cái mái này, trên kia mình vẽ nó hơi ẩu thì các bạn được xem. Mình chia sẻ lại cách vẽ này cho nó chuẩn hơn. Đây. Nguồn sáng hôm nay nhớ là bên tay trái này sang, còn nguồn sáng bên tay phải này thì khác, thì bóng nó lại đổ khác. Qua video bạn nào mà thấy hay hữu ích, các bạn chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để có những cái video mới góp ý giúp cho mình để mỗi ngày nó hoàn thiện hơn. Đó, và những cái câu hỏi của chúng ta cần. Cảm ơn anh em và mọi người xem video nhé. Ở đây với cái khung mái như thế này, để sao chúng ta chia cho nó hợp lý, thì thông thường chúng ta chia sẽ dễ bị sai. Như phần trên này lúc đầu mình chia là bị lấn. Đấy, mình vẽ ra như thế để cố tình một phần nào đấy, thì các bạn có những câu hỏi thì làm thế nào để cho nó chuẩn. Nếu mà chúng ta đi một cách từ đầu như bên trên này thì đến lúc đoạn cuối nó có một cái phần hớ là chúng ta đi vào đây nó khó đạt được như ý. Các bạn sẽ lấy trục giữa trước, các bạn chia đôi ra như này trước. Đấy, chiều song song này. Xong rồi đây các bạn chia đôi tiếp. Nó chia tiếp này. Thế là trên tổng thể của chúng ta, cái mái chúng ta này, nó có đã cái hướng chéo này, các bạn lấy nó làm cái tâm và các bạn sẽ đi thêm các cạnh khác. Đó. Dựa trên cái cạnh này.
dễ thôi. Đây thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái hướng này nó đều hơn nha. Rồi phần tường nhà đây, còn trường hợp mà chúng ta thấy là cái bóng trong hình số này là hình số 1, giả sử hình này hình số 2, trong hình số 2 của chúng ta thì khi ánh sáng nếu mà chiếu từ trên này xuống này theo cái mũi tên thì ngược lại bóng nó vẫn đổ chết xuống đây, và ở đây nó hình thành một đường tối nhỏ do in của cái phần mái trên này đổ xuống, nó bé thôi đó, là chiếu thẳng thì nó có cái bóng này. Chân này tương tự. Còn các bạn đổ bóng chéo thì nó lại khác các bạn nha. Đấy, rất là hay. Nhiều lúc mà chúng ta nhìn những cái ngôi nhà thật chúng ta không vẽ được, hoặc là chúng ta nhìn ở ngoài mình gọi là ký họa trực họa ấy, thì qua cái việc này để chúng ta hiểu được rằng nhìn thực tế thì ngôi nhà nó có độ hút của nó không được rõ ràng đâu, nó cũng như này thôi, mà khi vẽ vào trong không gian này, trong tranh này, đúng không? Nó sẽ tạo độ hút này cho chúng ta này, cảm giác chúng ta vẽ nó dễ hơn và đúng hơn. Cảm ơn anh em xem video nhé.